nên chưa kịp gắn viên chủ đi luôn. Kỳ Lân háo hức quá và Kỳ Lân đã làm một video clip này và ở hai bên nó vậy vậy nè. Nó có lại Kỳ Lân hỏi cách. Kỳ Lân mệt mỏi luôn. Nhưng mà không sao, cho đến khi nào ra được cái mẫu ưng ý mà thôi. Và sau khi quý khách và Kỳ Lân chốt mẫu, Kỳ Lân sẽ hoàn thiện sản phẩm như vậy. Kỳ Lân kính chào tất cả quý khách. Hôm nay Kỳ Lân làm clip này để mà giới thiệu với quý khách một siêu phẩm Kỳ Lân mới vừa hoàn tất cho khách hàng. Đây là một chiếc nhẫn mà khách hàng đã từng thấy ở đâu đó và gửi lại với Kỳ Lân là nó vậy đó. Và nó vậy đó. Ở trên nó vậy đó. Và ở hai bên nó vậy nè. nó lại Kỳ Lân hỏi quý khách. Kỳ Lân mệt mỏi luôn. Nhưng mà không sao, tất cả đều là nhiệt huyết đam mê với công việc nên Kỳ Lân luôn luôn lắng nghe những cái ý kiến của khách hàng để mà Kỳ Lân phục vụ đúng ý hơn. Và cuối cùng Kỳ Lân đã lên phác thảo được cái file 2D và 3D, cuối cùng khách hàng chốt. Và đến bước cuối cùng là Kỳ Lân đã hoàn thiện sản phẩm như thế này. Việc còn lại ngày mai nữa là Kỳ Lân sẽ gắn hột kim cương chủ 5 ly 4 vào nữa là hoàn tất. Thì đây là một chiếc nhẫn rất đẹp ở hai bên thành đến hết là kim cương baguette, và xung quanh hai cái viền của thành kim cương baguette đó chính là kim cương tấm thiên nhiên, ở giữa là kim cương baguette thiên nhiên và viên chủ là 5 ly 4 thiên nhiên rất đẹp mà Kỳ Lân đã chuẩn bị sẵn. Ngày mai Kỳ Lân sẽ gắn vào. Thì thông qua clip này, Kỳ Lân muốn gửi một thông điệp đến với tất cả khách hàng, đó là dù khách hàng thấy sản phẩm ở đâu, thấy kiểu dáng ở đâu, hay là nảy ra trong đầu mình những suy nghĩ về mẫu mã như thế nào, tất cả những điều đó hãy liên hệ với Kỳ Lân. Kỳ Lân sẽ cùng đồng hành với quý khách để mà lên những file phác thảo, những file thiết kế và tạo những bản 2D, 3D hoàn chỉnh. Nói chung là Kỳ Lân sẽ cùng với quý khách cho đến khi nào ra được cái mẫu ưng ý mà thôi. Và sau khi quý khách và Kỳ Lân chốt mẫu, Kỳ Lân sẽ hoàn thiện sản phẩm như vậy. Đây, Kỳ Lân sau khi hoàn thiện xong thì Kỳ Lân mừng quá nên chưa kịp gắn viên chủ đi luôn. Kỳ Lân háo hức quá và Kỳ Lân đã làm một video clip này để gửi đến quý khách, và chắc chắn rằng sẽ có một video khi gắn hộp xong nữa, thì video đó sẽ up lên sau clip này hoặc là sau vài clip tới, thì tùy vào tốc độ bên media của Kỳ Lân thực hiện. Hy vọng là sẽ được quý khách đón xem. Tất cả những sản phẩm mà Kỳ Lân cung cấp cũng như dịch vụ đến với khách hàng đều có đi giám định đầy đủ. Đối với vàng thì đi quang phổ, là vàng gì, bao nhiêu phần trăm vàng, nó rất chi tiết ở các quang phổ. Và hầu như quý khách, rất nhiều khách chưa biết về vấn đề quang phổ. Quang phổ là những cái máy quang phổ Olympic, những cái máy của Mỹ, thì đó là những cái sản phẩm mà Kỳ Lân thấy thông dụng nhất của những nơi chuyên giám định vàng. Thì họ sẽ đo phổ, độ tuổi vàng của mình là bao nhiêu, thành phần vàng là bao nhiêu, trong vàng này nó có bao nhiêu phần trăm là vàng, bao nhiêu phần trăm là kẽm bạc, vân vân. Thì thường thì vàng 18K750 của Kỳ Lân nó là vàng 18-75%. Và còn kim cương thì Kỳ Lân cũng đi giám định ở những nơi khác và họ sẽ phân tích giám định cho mình, đó là kim cương thiên nhiên hay là kim cương nhân tạo. Tất cả những sản phẩm Kỳ Lân đều có giấy cam kết như vậy. Và khi mà Kỳ Lân cung cấp sản phẩm ra, như bán sản phẩm ra hay là làm dịch vụ đều có giấy rồi, thì đó là trách nhiệm mà bắt buộc Kỳ Lân phải có, phải làm. Còn đối với quý khách thì khi nhận bàn giao, Kỳ Lân sẽ bàn đầy đủ những giấy tờ đó. Nhưng Kỳ Lân cũng muốn rằng quý khách hãy về và tự mình đi tìm những nơi khác nữa để tự mình đi giám định, tự mình phân tích thêm, mình biết chính xác 100% sản phẩm mình đang dùng có đúng như những gì mà mình đã mua hay không. Thì quý khách nên đi tự mình đi test thêm, đi giám định thêm. Đó là lời khuyên của Kỳ Lân. Vâng, và như vậy là clip đến đây Kỳ Lân xin được phép kết thúc. Cảm ơn tất cả quý khách đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý khách ở những clip sau. Nhớ follow, nhớ theo dõi, nhớ đăng ký và đừng quên giao lưu với Kỳ Lân Luxury. Xin chào tạm biệt. Thank you.